Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách xử lý chất tóc rất là bung và cứng nha mọi người. Mọi người cùng đón xem mình xử lý tóc của bạn này nhé. Các bạn có thể thấy là chất tóc này rất là cứng và hai bên phần từ mang tai lên rất là bung đúng không ạ? Và mình đang tư vấn cho bạn cắt làm sao đấy để gọn gàng. Vì khuôn mặt của bạn này cũng khá là dài, thế nên là mình sẽ cắt gọi là xanh xanh cho bạn ấy, không cắt trắng. Và phần mái thì bạn ấy mong muốn là ngắn đi nhiều nhiều một chút, thì mình sẽ xử lý làm sao để hợp lý nhất có thể. Chuẩn bị thi nên là mong muốn gọi là đi cắt tóc cho nó gọn gàng để cho nó thoải mái đầu óc nha bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chia tóc nha mọi người. Mình sẽ chia tóc giữa phần side và phần trên tóc. Sau đó mình sẽ sấy khô, mình sẽ xử lý phần chân. Đối với những kiểu tóc này thì các bạn cắt thì một là chúng ta cắt gọi là chúng ta để dài. Dài hẳn thì nó sẽ không bị bung nữa. Nhưng mà để kiểu này với mùa nóng này và chúng ta không biết cách chăm sóc thì nhìn nó sẽ rất là nóng. Hai nữa là chúng ta sẽ cắt gọi là cao hẳn lên, đuổi lên một chút để cho nó đỡ cái phần bung kia. Phần bung kia thì nếu mà các bạn cắt ngắn hẳn đi thì cứ khoảng độ sau 2 đến 3 tuần thì chúng ta sẽ phải cắt lại. Tại vì đến cái thời điểm mà nó chìa ra rồi thì trông nhìn nó sẽ rất là khó chịu. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ kê lược xanh xanh để cho các bạn xem nhé mọi người. Ở đây thì mình sử dụng con LT20 nhé, lưỡi kép Mỹ nha mọi người. Các bạn có thể lưu ý là mình đang sử dụng kỹ thuật lược 45 độ, các bạn có thể thấy không ạ? Và mình hơi nghiêng ra hướng ở ngoài một chút. Tại sao mình không đưa ép thẳng cái lược vào? Tại vì khuôn đầu của bạn ấy mặt rất là dài. Nếu mà chúng ta cắt gọi là thẳng đứng lên thì nhìn trông nó càng dài hơn nữa. Thế là mình sẽ nghiêng hơi nghiêng ra một chút để trên thành nó hơi bầu bầu một chút, để nó làm giảm cái khuôn mặt nó càng dài ra nha mọi người. Có nghĩa là chúng ta cắt hơi loe ra một chút đấy. Về kê lược thì mọi người có thể gọi là những ai mà mới đầu thì chưa quen thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà về sau các bạn có thể luyện tập thì chúng ta lại cảm thấy thích kê lược hơn nha mọi người. Tại vì thì nó nhanh gọn, một phát ăn luôn, rất đơn giản. Và nhất là chúng ta có thể xử lý những cái đầu xanh này nó dễ. Nếu mà bạn nào mà kê lược yếu thì chúng ta dùng cữ thì những khung đầu này thì nó sẽ rất mất công. Rồi càng lên cao mọi người để ý nhé, là chúng ta càng gì lưng cái góc độ nó cao lên để nó ngắn ít đi và nó làm gì mỏng đi là nhiều hơn. Phần gáy thì mình vẫn sử dụng kỹ thuật lược 45 độ và hơi nghiêng ra một chút. Càng lên cao thì càng phải nghiêng ra nhiều nha mọi người. Sau khi xong phần gáy rồi mình sẽ bắt đầu cắt đuổi lên trên phần tiếp theo sang lên phần bên phải. Mọi người thấy có nhanh không? Phải là đi gọi là gần xong một cái khung đầu rồi đấy. Sang phần bên này thì chúng ta vẫn sử dụng kỹ thuật lược 45 độ nha mọi người. Và chúng ta cũng sẽ hơi nghiêng ra một chút. Ok. Phần mang tai mọi người để ý này, cẩn thận nó không vào tai đấy. Mọi người, đúng rồi, mọi người cắt mọi người đè cái tai xuống nha mọi người.
phần sát chân tài chúng ta có thể úp lược xuống, quay ngược lại để chúng ta cắt sát vào những cái phần chân, phần tóc mà cơ lãi mà chúng ta không thể múc cái lược vào bên trong được. Rồi tiếp tục. Mình cố gắng làm sao cắt để hai bên cân nhất có thể. Tại vì cây lược này chúng ta sẽ sử dụng cữ bằng tay, thế nên là chúng ta làm sao để cố gắng để hai bên đều nhất. Khi mình cắt xong mình nhìn chính diện ấy, các bạn có thể nhìn xem cân đối bên nào đang gọi là loe ra quá thì chúng ta có thể thế để chỉnh lại một chút nha mọi người. Tại vì chỉ có nhìn gương vào thì nó mới chuẩn được thôi, còn nhìn ngang là chúng ta sẽ rất là khó, rất khó để phát hiện. Rồi mình mới xử lý để mài phần bên tay trái gọn vào một chút. Bạn để ý cái khuôn mặt bạn này khá là dài, phần mái tí nữa chúng ta sẽ cắt gọi là ngắn, gọi là vừa vừa thôi nhé, nếu mà ngắn quá thì mặt càng dài hơn. Mặc dù đã tư vấn rồi nhưng mà bạn vẫn thích mái ngắn lên một chút cho nó thoáng. Mình cũng phải xử lý làm sao để khi mà tư vấn cho khách không được thì chúng ta sẽ cắt làm sao đấy để cho nó hài hòa nhất, chứ không phải là theo khách là cắt ngắn là cho ngắn hẳn đi. Nếu mà như thế thì chúng ta sẽ không có tâm. Chúng ta vẫn cho ngắn đi nhưng mà nó sẽ ở cái mức tối thiểu, làm sao đấy ngắn nhất có thể thôi, chứ đừng có ngắn cụt hẳn đi. Rồi sau khi mà xong phần chân thì mình sẽ tiến hành chấn viền nha mọi người. Mình chấn viền để lét phần xung quanh. Và phần chân thì chắc là mình sẽ sử dụng cữ 1.5 để mình đẩy nhẹ một chút ở dưới chân để cho nó sạch cái lông tơ đi. Và nhìn cho nó hơi có cái độ đuổi một chút. Rồi bên này cũng thế, mình sẽ bấm tròn đường mai và các đường viền làm sao để cho nó nét nhất có thể nha mọi người. Cắt xanh xanh này chúng ta phải bấm nét nha mọi người, nhìn nó có hồn được. Ngày trước là các cụ cắt gọi là đầu chân phương này chưa có tông bấm viền, các cụ toàn sử dụng một kéo để bấm, kéo bấm xong cạo. Bây giờ có chấn viền rất là nhàn, mọi người chỉ bấm tí, mọi người chỉ cạo qua phần lông tơ để bấm nó đã rất là lét rồi. Rồi mình sẽ xử lý phần chân nhé mọi người, sẽ đẩy một chút dưới chân để cho nó trắng ra thêm một chút nữa, nhìn cho nó có hiệu ứng. Mình sử dụng cứ 1.5 nhé mọi người, hạ 1/2 lưỡi đẩy hình chữ C nha mọi người. Rồi ok, gạt chút nhẹ nhàng lông tơ thôi. Xong phần gáy mình chỉnh lại một chút kê cho nó mịn lại nha mọi người.
may là không đưa được vào, ngửa ra đấy mà đang lúc đưa được vào lẹ mất. Rồi sau khi mình xử lý xong phần chân thì mình sẽ tiếp tục xử lý đây phần trên tốp nha mọi người. Mình sẽ sử dụng kéo tỉa, mình tỉa qua một vòng xung quanh để phá những cái phần gờ vừa rồi mình kê lược, mình nó còn một chút ba vi thì mình tỉa đi cho nó mỏng, sau đó mình sẽ tiến hành là lại nha mọi người, thì nhìn nó sẽ được gọi là nó đỡ cứng hơn, mềm mại hơn. Phần trên mọi người có thể càng nâng lên cao để tỉa nha mọi người. Rồi sau đó mình sử dụng tông mình là đi để cho nó mịn hơn nha mọi người. Khi mà tỉa thì nó sẽ hơi bung ra một chút nữa. Rồi tiếp sau đó mình sẽ là trước mặt. Bên này thì có vẻ bung hơn này. Nên chúng ta cố gắng mài làm sao để cho nó hài hòa. Khi mình cắt xanh này thì mình sẽ giảm được tối thiểu khuôn mặt của khách dài ra cho mọi người. Chúng ta phải biết nhìn nhận để làm sao để độ ngắn dài để làm sao phù hợp với khuôn mặt của khách. Rồi. Sau đó mình sẽ xử lý phần trên tốp nha mọi người. Mà độ dài này cũng khá là ok rồi đấy, không phải nhiều nữa đâu, nhưng mà mong muốn vẫn thích cắt ngắn ngắn đi một chút cho nó thoáng. Thế này chúng ta sẽ cân đối nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ liên kết size vào phần trên tốp. Mọi người lưu ý là chúng ta kéo là chúng ta bắt cắt là kéo ra là tóc sẽ hơi chéo hướng về đằng trước, tại vì mảng tóc nó sẽ mọc về đằng trước, thế nên là chúng ta kéo vừa vừa, đừng có kéo ngang vuông góc ra, cắt là sẽ bị hụt. Rồi ok. Sau đó mình sẽ tiếp tục xử lý gọi là phần mái. Đầu tiên là mình sẽ xác định được độ ngắn dài của mái đó. Sau đó mình sẽ bắt ngược từ phần trên đỉnh xuống mái, hoặc là chúng ta có thể bắt từ mái ngược ra đằng trên đỉnh cũng được, đằng sau cũng được. Khi mà chúng ta cắt như này thì mọi người nhìn nó rất là thô, rất là cứng đúng không ạ? Nhưng mọi người cứ yên tâm. Mọi người khi mà cắt xong thì chúng ta phải tỉa đi nữa thì nhìn nó phải đẹp được. Chúng ta đang xây dựng phần cứng này, nhìn cắt này thì nó rất là buồn cười, lúc nữa tỉa đi thì nhìn nó sẽ mềm ra. Rồi sau khi mình đi được một đường gọi là xuyên dọc rồi thì mình sẽ bắt sang hai bên, mình lấy điểm chuẩn ở giữa và mình cắt góc độ 45 độ nha mọi người. Và phần tay để mà mình bắt tiếp tóc mình cũng nghiêng 45 độ nha mọi người.
45 độ thì mình sẽ cắt như thế thì nó sẽ ôm tròn theo form đầu. Nếu chúng ta dơ vuông góc hết nó sang cạnh, phần giữa nó sẽ ngắn nhất và phần hai bên nó dài thì nó sẽ lặng hơn mọi người. Mình cắt tròn thì nó sẽ ôm theo form đầu, nó sẽ mềm hơn. Chất tóc bọn này cũng khá là khó, tóc rất là bung mọi người thấy không? Phần bên tay trái là cả phần trên cũng bung gần điểm xoáy nữa. Chúng ta lưu ý là cắt ở chỗ đấy thì chúng ta cắt vừa phải nhé, ngắn quá là nó sẽ dựng ngược này đấy. Hết chữa luôn. Rồi mình sẽ chỉnh lại một chút phần mái bên tay phải này, có vẻ nó hơi dài một chút. Rồi ok. Rồi sau khi đó mình sẽ sấy nha mọi người. Mình sẽ sấy khô để tóc nó bung ra về cái trạng thái tự nhiên nhất có thể. Sau đó thì mình sẽ tiến hành tỉa nha mọi người. Ok, sau khi mà sấy khô xong thì mình sẽ bắt đầu tiến hành tỉa nha. Và chúng ta cũng sẽ tỉa gọi là 45 độ. Tỉa tách đi mọi người. Thì ở đây làm gì, làm vừa chúng ta có thể giảm đi gọi là cái độ dày đáng kể, tại vì chất tóc bọn này để rất là dày, chất tóc dày cứng nữa, thế nên là chúng ta sẽ tỉa 4-5 mà hơi sâu sâu trong một chút, khoảng độ 1cm đến 1,5cm nữa mọi người. Phần trên đỉnh thì chúng ta có thể tỉa sâu hơn một chút nữa cũng được. Như chúng ta cắt thì mọi người tỉa cũng phải lần lượt, chúng ta bắt từng hàng từng lối một tỉa nó sẽ đều hơn nữa. Rồi mọi người có thể thấy sau khi tỉa nhìn nó sẽ rất là khác rất nhiều đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta xây phần cứng xong rồi chúng ta phải làm mềm nó đi, trông nó mới hài hòa được. À, phần thô đó, như xây nhà gọi là phần thô đó. Sau đó vào áo làm mịn làm biếc. Rồi phần mái này mình sẽ xử lý cho mỏng đi một chút. Người có thể thấy là ví dụ như phần nào mà chúng ta mà cảm thấy nó vẫn còn dày thì chúng ta có thể tỉa thêm nha mọi người. Nhìn sao hài hòa mắt mình là được. Rồi sau khi mà tỉa xong thì mình tiếp tục sấy lại một lần nữa. Ta sấy bung ra nhé. Sau đó chúng ta sẽ là đi. Tại vì khi tỉa thì nó sẽ hơi xù ra một chút. Chúng ta sẽ mài hai cái cạnh này vào để trông nó mềm mại hơn, đỡ cứng hơn, ôm form đầu hơn nha mọi người. Đấy. Phải ba đường tông là nhìn đầu nó sẽ mềm mại, có hồn hơn. Bên này cũng thế. Rồi. Bộ môn này cũng khá là nguy hiểm nên mọi người khi mà là thì cứ từ từ nhé, không phải vội vàng đâu. Này, đến đoạn quan trọng này phượt phát thì này công cốc từ đầu đến giờ.
Rồi, khá là ok rồi. Nhìn nó cũng khá là gọn rồi nha mọi người. Rồi, sau khi mà cắt xong này mình sẽ sấy qua cho bạn này. Sau đó mình sẽ vuốt một chút sáp. Thì nhìn nó có vẻ nó bồng bềnh hơn. Cho bạn này xem độ dài mái như này ok chưa. Và sau đó mình sẽ tiến hành sấy mọi người, sấy vuốt. Đây mình sẽ bỏ qua công đoạn sấy mà mình vuốt luôn cho bạn. Mọi người vào sáp đều nhé, cho ra lòng bàn tay, chúng ta xoa đều lên trên. Ok, thì hiện tại thì mình đã hoàn thiện xong kiểu tóc. Đấy cũng có thể gọi là layer ngắn hoặc là mohican gọi là dài cũng được. Mình đã hoàn thiện xong kiểu tóc thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.